kinh nhật tụng của thiên tâm kinh này được các cái vị ở trên ấn chứng soạn lại trong giọng tiếng rưỡi nhưng rất có hữu hiệu như à, đà phật đọc bố cáo đại chúng luôn bố cáo đại chúng không phải một hay vài vũ trụ vận hành mà có vô số thế giới đang chuyển động các sinh vật trong hàng xa cõi đang xanh xanh diệt diệt hoa lá cỏ cây đang khoe muôn sắc muôn màu rồi cùng tàn héo văn minh văn hóa của nhân loại cũng theo thời gian mà hưng thịnh tàn phai tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán trong cuộc sống của loài người không bao giờ ngừng nghỉ. Đức Phật Thích Ca đã thấy, đã hiểu và đã chứng như vậy. Nên ngài ứng hiện quá thân vô số vào muôn cội độ sanh. Ngọc Hoàng, những quốc gia trên thế giới gọi danh hiệu ngài là Thượng Đế Chúa Trời hay là Ala Brahman Mẫu mẹ là mẹ của nhân loại Phật bà Quan Âm hay mẹ Maria Chủng điều quá thân của Đại Thánh Mẫu Là tín ngưỡng nhân gian muôn đời của Á Châu Mặc dù chưa phải là tôn giáo Nhưng có rất nhiều người tin theo và quan trọng Đã mang lại sự bình an và hạnh phúc Trong gia đình, trong xã hội Hôm nay ngày lành tháng tốt Năm bình an Ngày 19 tháng 2 năm đinh dậu Nhằm 11 giờ sáng ngày 16 tháng 3 năm 2017 được phép của cha mẹ Thiên Tâm Đạo ra đời. Trước khi ra đời cha mẹ đã dạy năm việc như sau: Thiên Tâm Đạo là gì? Hợp lòng người, hợp sơn hà, địa đại địa, hợp giới trời. Lấy tâm từ bi thương xót giúp đỡ muôn loài, biểu tượng chữ thập, tâm bình đẳng hướng thượng, ý nghĩa dấu gạch ngang dạy rằng mọi người phải bình đẳng với nhau phải biết tôn trọng sự sống khác dấu sổ xuống dạy rằng mọi người cần phải tu tâm dưỡng tánh hướng thượng để có đời sống cao thượng có đời sống lợi ích cho mình và cho người khác dấu trái tim chính là tâm tâm là phật hay lòng người cho dù đông ta, đông hay tây nam hay bắc đời đời nay đời xưa hay tương lai vẫn có điểm chung ấy là đạo triết lý bốn hướng cho dù sống hay làm việc bốn hướng đông tây nam bắc hay trên dưới trái phải đều xem như anh em một nhà cùng cha mẹ sanh ra lấy tình thương làm đầu không tranh chấp không chém giết lẫn nhau hãy nhường nhịn cho nhau lý thuyết lấy kinh hoa nghiêm để làm nền tảng mọi hiện tượng đều do duyên mà thành tựu mọi hiện tượng đều do duyên mà hủy diệt vì vậy không nên nhờ một trời hay thần linh nào ban phước hay gián họa trùng trùng duyên khởi vì vậy không có bất cứ pháp nào tồn tại độc lập Quán như thế nhân ngã bị thử lần lần tiêu diệt. Tin sâu nhân quả. Hãy tạo nhân tốt, xấu chắc chắn. Có uh, quả tốt, xấu tương xứng. Không có bất cứ ai có quyền cho thêm và bớt đi. Không có bất cứ nhân nào mà không có quả. Không có bất cứ quả nào mà thiếu nhân phương pháp tu tập A à, Hàm dùng 37 trợ đạo trong bài thuyết pháp đầu tiên của nhóm Kiều Trần Như tại vườn Lộc Quyển làm cơ bản tu tập không phải chạy nước rút để cho mau đến đích giải thoát phải tận hưởng từng hơi thở từng bước chân an lạc giải thoát tự mình thắp đuốc lên mà đi không nương tựa bất cứ ai khác mình tự mình thanh tịnh mình không có bất cứ ai làm mình thanh tịnh hay ô uế kinh lăng nghiêm lấy kinh lăng nghiêm làm cột trụ chính của thiên tâm đạo cần sám hối nghiệp chướng sâu dày nhiều đời nhiều kiếp của mình cho sạch sẽ sau đó mới tiếp nhận pháp lạc do tu tập mà có sáng suốt nhận định đâu là tà đâu là chánh tâm hẹp hòi, tâm lợi tha, tâm từ bi, tâm ích kỷ, tâm bao la, tâm nhỏ bé, vân vân. Nhận thức rằng giọng tâm diều dắt chúng sanh ra vào sanh tử khổ đau truyền miên nhận thức rằng chân tâm hướng dẫn chúng sanh được an vui giải thoát niết bàn cách thức thờ cúng và sinh hoạt tùy theo hoàn cảnh gia đình mà thờ cúng không nhất thiết phải thờ đầy đủ tuy nhiên thờ ở chốn sạch sẽ tôn nghiêm tượng ngọc hoàng thượng đế tượng hoàng thiên đại thánh mẫu nên trì tụng chú đại bi thần chú lăng nghiêm ngồi thuyền để tâm lắng động định tĩnh không cần rườm rà hình thức nghi lễ đơn giản nhưng trang nghiêm hết lòng hết lòng khấn nguyện và phát tâm vào đạo đặt tên cho mình thì lấy thiên tâm làm đầu ví dụ thiên tâm chính thiên tâm hạnh thiên tuấn kiệt nhập môn cần thành tâm quay về hướng đông bắc cổng thiên đình khấn lại 12 hai lại xin nguyện thời bàn nhỏ hay lớn tùy cùng 12 hai đàn cày 12 nước 12 bông ngũ quả trái cây chủ trương trường trai nếu không được thì ăn 10 ngày hoặc 4 ngày mỗi tháng cần giữ tam tịnh nhục. Không chủ trương hộ niệm đốt vàng mã và ăn mặc gọn gàng không cần rườm ra hình thức bề ngoài để, để thích hợp toàn sát dân trên thế giới. Gia nhập thiên tâm, tu theo pháp Phật, làm tại điện mẫu núi Thiên Long Sơn lúc 11 giờ sáng ngày 16 tháng 3 năm 2017 nhằm ngày 19 tháng 2 âm lịch năm Đinh Dậu ngày Đức Vía Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát thi hành Thái tử Thiên Nhãn kinh Thiên Tâm đạo hành trì bất cứ lúc nào giờ nào khi tiện lợi chỉ trong một giờ mà được rất nhiều công đức rất lớn bao gồm kinh địa mẫu thu gọn không phu khuya thần chú lăng nghiêm à, lễ sám hối ba sáu lại trong đó có sáu lại đại diện là lại cho tất cả các cõi trời người và ông bà tổ tiên cúng kinh này đã được thịnh ý ân trên vượt qua 12 giới luật của thiên tâm à, Giữ được 12 giới luật này Sẽ tự đốt đốt mà đi thành Phật Không nương theo theo thầy Theo do nơi nào hết Bất cứ nơi nào Bất cứ dân tộc nào Điều thứ nhất Nhân lợi nghĩa trí tính Có hiếu với cha mẹ làm tròn Tứ trọng ân Ân tổ tiên ân đất nước Ân đồng bào tam bảo Điều thứ hai không giết người tự tử sát sanh hại vật phá thai nên ăn chay và ăn tam tịnh nhục Điều thứ ba, không nói dối, nói ra, nói vào, nói lưỡi hai chiều, gây chia rẽ người khác. Điều thứ tư, không tham lam, trộm cướp, hối lộ, làm tiền người khác hay cho dây nặng lãi. Điều thứ năm, phải khiêm tốn, không ngã mạng, tự cao, không hận thù, ganh ghét, mưu to hại người điều thứ sáu không uống rượu Sai xưa nghiện ngập không cờ bạc điều thứ bảy không tài dâm ngoại tình điều thứ tám không sợ nghèo không sợ già không sợ bệnh không sợ chết điều thứ chín không ỷ lại vào tài sản của cha mẹ hay người khác không lười biếng điều thứ mười không kỳ thị phải hòa đồng với tất cả các tôn giáo các sắc dân điều thứ mười một không mê tính gì đoan không gia nhập đảng phái hoạt động phi đạo đức bùa ngải thư ém. Điều thứ 12 phải đọc một thời kinh ngồi thiền mỗi ngày. Rồi bắt đầu đọc kinh. Nghi thức hàng ngày Tùng chiêu dần đáng trực chi mộ Nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ Nhược ư túc hạ tán kỳ hình Nguyện như tức thời sanh tịnh độ Án vật đế luật ni ta ha Án vật đế luật ni ta ha Án vật đế luật ni ta, ta ha Chú tịnh Pháp giới An Lam số 2 An Lam số 2 An Lam số 2 Chú tịnh Tam nghiệp An Ta Phạ An Ta Phạt Bà Phạt Luật Chuột Đà Ta Phạt Đạt Ma Ta Phạt Bà Phạt Chuột Độ Hám An Ta Phạt Bà Phạt Chuột Đà Ta Phạt Đạt Ma Ta Phạt Bà Phạt Chuột Độ Hám An Ta Phạt Bà Phạt Chuột Đà Ta Phạt Đạt Ma Ta Phạt Bà Phạt Chuột Độ Hám cúng hương nguyện dân hương màu này cúng dường tất cả phật tôn pháp chư bồ tát thinh dân và nguyên giác cùng các bậc thánh hiền duyên Thể, đài sáng chói khắp sông mười phương cõi tỏa ngát các chúng sanh đều phát tâm bồ đề xa lìa các vọng nghiệp nên chọn đạo vô thượng Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Đại chứng minh Nam mô thượng hoàng chứng minh Nam mô Phật mẫu chứng minh Cầu nguyện Nam mô di lạc Dương phú quý Phật Nam mô di lạc Dương phú quý Phật Đệ tử chúng con nguyện nhất nguyện cầu thiên hoàng địa hoàng Di lạc dương Phật dương phụ phổ, phổ độ chúng sanh nhiều nguyện cầu của quyền thất tổ được tịnh độ siêu thăng tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường răng long phước thọ tứ nguyện cầu dạng dân bá tánh an cư lạc nghiệp thế giới quốc thái dân an ngũ nguyện cầu phật tổ phật thầy năm mẹ ngũ hành ông vua bài chúa trăm quan cụ thần chư vị thánh thần sơn thần thổ thần thổ địa năm non bảy núi mười hai phương cảm ứng chứng minh đệ tử chúng con nguyện thập phương thường trú tam bảo bổn sư thích ca mâu ni phật tiếp dẫn đạo sư a di đà phật từ bi gia hộ chúng con bồ đề tam kiên cố tự giác giác hai giác hành viên mạng cùng pháp giới chúng sanh một thời đồng chứng vô lượng chánh đẳng chánh giác khen ngợi cha mẹ đấng thiên liêng vô thượng cha mẹ của trời người không gian cùng thủy thổ cai hoạn mọi mọi luôn muôn loài giọt nước trong con uống là giọt lợi mẹ ban không khác dây ngưng nghị để con được bình an quán tưởng phật phật chúng sanh tánh thường rộng lặng đạo cảm thông không thể nghĩ bàn lưới để châu di đạo tràng mười phương chư phật hiện hào quang sáng ngời trước bảo tọa thân con ảnh hiện cúi đầu xin nguyện thời quy y nam mô sáu chữ di đà tâm con phát nguyện dạng tâm với thiên đình nam mô sáu chữ di đà tâm con phát nguyện vạn tâm với thiên đình nam mô sáu chữ di đà tâm con phát nguyện vì vạn tâm với thiên đình đảnh lễ chí tâm đảnh lợi, nam mô tận hư không biến pháp giới quá hiện tại vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tam thường trụ tam bảo một lại chí tâm định lễ nam mô thượng hoàng nam mô hoàng mẫu nam mô ta bà giáo chủ bổn sư thích ca mâu ni phật đương lai hạ sanh di lạc tôn phật đại trí văn thù sư lợi bồ tát đại hạnh phổ hiền bồ tát hộ pháp chư tôn bồ tát linh sơn hội thượng phật bồ tát Chí tâm định lợi Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đại Bi Quang Tham Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Dương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Đọc hai bài Kính Thiên Kính Thiên Kính Thiên đã chiếu xuống trần Con ơi hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên Nhân sanh quả báo nhãn tiền Luân hồi vay trả truyền miên kiếp người Nhờ duyên được hưởng cơ trời lại thêm sức mạng đạo đời dương gian rồi đây nắm giữ gian sang lo cho quốc thái dân an lâu dài lo cho cơ đạo ngày mai chúng sanh đã biết ơn ai đã truyền ấy là trời phật linh thiên giáng cơ mở đạo khắp miền nước non kính thiên mẹ chiếu cho con số trời đã định đâu còn bao xa lo sao xây dựng nước nhà lo cho bá tánh hoang ca cuộc đời thương con mẹ dạy mấy lời rồi đây sẽ ứng ở thời cơ sao ở bài kính thiên số 1 của Phật Mẫu cho năm 1980. Bài kính thiên thứ hai cũng của Phật Mẫu cho năm 1000 cho năm 2017. Kính thiên hai, kính thiên đã chiếu xuống trần mở ra chánh đạo, thiên tâm cứu đời ấy là ân phước Phật trời ban cho thái tử là người lập ra. Đây là chánh đạo không tà, luôn luôn tu niệm di đà quan âm, tu hành theo đúng thiên tâm Phật trời là tránh không thêm đạo nào. Thế gian nay lắm lao đao tà giáo xuất hiện phong trào tu tâm, lắm người tin tưởng sai lầm phá phách thế gian chìm đắm u mê. Cho nên Thượng Đế ra oai mở ra thiên tâm đạo này trừ ma Vậy thì Thái tử nghe ta. Từ nay làm giáo chủ phải quay phong thay trời không mê theo sát phàm trần. Tu sao cho xứng với ân Thượng Hoàng. Kinh Sám Địa Mẫu Phụ hướng chung nơi huyện thành cố Tịnh hiểm tây miếu cổ ứng linh Thượng tầng tọa ảnh quang minh Chim loan mậu ngự truyền tính răng đời Kim ngôn mẹ đây lời bạch quyết Đức từ tôn tha thiết khuyên con Hiếu trung dự dạng cho tròn Mẹ hiền bố điện bảo toàn chúng sanh Tam nhật mậu tam thành kịnh mậu Tam lòng son giọng thấu diêu cung gia gia xâm hợp trùng phùng dân an quốc thế hưởng chung thanh bình mùa màng được tươi sinh sung túc mẹ độ con từng phút từng giây núi sông vũ trụ đó đây chính do hoàng mẫu dựng gầy tạo nên linh điện mẹ dưới trên phân rõ tâm chân kinh mẹ tọa lời châu hoàng khai đại đạo nhiệm màu quá xanh bốn biển năm châu tươi nhừng Phật mẫu ngự thường tầng độ thế, điện chân lên phước huệ rải ban, tâm kinh mẫu Dạy rõ ràng, con lành Hiếu thảo đàn tràng cung nghinh, phước lộc thọ hiển dinh do mẫu trọn đủ thời kỳ mẫu hàng niên, dân an nước thành nhà yên, lời châu mẫu dạy gán chuyên tu trì. Thơ ngâm nhiều quyền di cơ bút mẹ truyền kinh dưỡng dục chúng sanh Sư vua bàn cổ phong danh diêu trì Phật mẫu quá sanh muôn loài chân linh mẫu xét soi vũ trụ Điện âm dương kết tù anh nhi thượng tầng mẫu ngự phương phi Phân ra thiên địa trị vì chúng sanh địa mẫu truyền chân kinh tâm quyết Khí âm dương hội hiệp cùng nhau mưa và gió thuận tươi màu quá sanh nhân loại ngạt nghèo chân thân ai vậy ai mới bước lần đường đào phải giữ lòng hiếu thảo trì kinh lời cháu mẹ dạy quyền linh hoàng thiên sát tội hiện dinh thanh nhàn cầu linh mẹ bảo toàn sanh chúng độ nhân sinh giữ đúng hạnh tiên từ đây thiên địa phân riêng âm dương chân khí uh, linh nguyên chặn rời nhật nguyệt tinh phương trời sáng tỏ mái quyền di hiện rõ thần thông Mẹ phân Nam Bắc Tây Đông Bốn phương tám hướng bao dòng càng khôn điện Thiên mẹ bảo tồn vĩnh cũ Chốn trung ương mẹ thụ địa châu Linh quan chiếu sáng nhiệm màu Thiên tiên bảo dưỡng gồm thâu nhân lành Phu quân mậu trường sanh bất lão Tài cao minh sáng tạo quyền di thiên lung Địa án diệu kỳ Tri âm phối hợp phục quy diêu đài Thiên địa lập âm lai dương thứ Khí thần giao dình giữ điện linh Đất trời do tạo hóa sinh Pháp luân thuần chuyển siêu hình căn nguyên Chính mẹ tạo tôi hiền Chúa thánh phụ điện linh chân tánh tâm thanh Chẳng ngừng quá quá sanh sanh Thiên can thường chuyển vận hành địa chi Thần giới khí tụ thì thai thánh Mẹ cưu ngoan canh cánh thập niên Tình thâm mẫu tự thiên liên, Mười niên trường chuyển dụng thánh thai nhi mười năm trường truyện dụng thành thai nhi minh quân xuất thế trần ai Sáu gì thiên tử phi tài quyền quan mẹ phán vua thiên hoàng con trưởng đến địa hoàng mẹ thượng thứ hai nhân hoàng tam đệ thiên tài còn ba vị nữa phân rài sau đây vua phục khi ngài hay biến hóa bác ngoái phân phát họa hiện linh, chỉ rành tám hướng thanh thanh âm dương vũ trụ quang minh phân bài Vua thần nông phi tài ngũ cốc sắc lệnh gieo châu ngọc khắp nơi đó là hạt giống của trời. Sanh ra lúa gạo giúp đời an khang, vua hiên nhiên tạo ban y phục đem ấm no hạnh phúc dạng dân. Lưu truyền cơ máu chốn trần để cho trần thế tấm thân thanh nhàn vũ trụ do mậu hoàng xuất phát mậu tạo ra bồ tát thần tiên thượng tầng bao phụ điện thiên. Chẳng rời xa khỏi mậu hiền dưỡng xanh, nhìn biển cả trời thanh nước biếc. Khắp bốn mùa tám tiết, chợ xoay gió ngàn tỏa lượng tầng mây quá xanh dân loại cỏ cây thú cầm. Có ngộ nhạc bọng trầm ngân trọi khắp muôn nước từ mẫu dưỡng xanh. Các đời dương đế đài danh từ trong thân mẫu trưởng thành mà ra. Danh lam có năm tòa thắng cảnh chốn lâm sơn tuyết lạnh xương rơi có cây cổ thụ sống đời sắc dân trăm họ do nơi mậu thành năm giống lúa tươi xanh dung dưỡng sáu thứ gạo dành thưởng nhân sinh nhân nhân no ấm hiện dinh sống nhờ điện mẹ quyền linh phụ đầy khi lìa thế gửi thay thân mẫu sự quá sanh dời đổi vô thường thân mẹ là chỗ tựa nương từ tôn địa mẫu nguồn thương ngập tràn nào châu quận thôn làng tịnh nguyện Kỳ lâu đài cung điện nguy nga Am chùa quán xá lập ra Hiện thần tiên thánh mẹ đà thưởng phân Chư Phật đất kim thân do mẫu Cả chân châu ngọc bụ đó đây Thiếu chi kẻ ước việc này Lòng tham mơ tượng mấy ai đạt thành Loại kim khí bạc vàng quý báo Tất cả do mẫu tạo xuất ra dương hầu dạng quốc gia gia Cũng do lệnh mẹ ban ra tôn sùng Người chống thể hiếu trung hưởng phước bao quyền linh sao trước mẹ ban dân an quốc thế thanh nhàn để dương cung kính mẫu hoàng từ tôn. Trong vũ trụ từng hoàng tạo hóa do mẫu sanh ra quả địa cầu, biến sanh sáu ngã luân hồi, biết bao sản vật qua màu tốt sinh. Kẻ thế đâu rõ tình thâm mẫu, Dầu hoàng thiên khó nổi sánh hơn, Trên trời mưa đổ từng cơn, Dưới đất mẹ hóa quyền trơn phép màu, Dòng mưa tuôn ngọt ngào cam lộ ngũ cốc Dành quả độ nhân sinh, Có cây tươi tốt hương thanh địa châu thấm giọt, Mưa lành phì nhiêu chính hơi nước, Thâu nhiều mạch quyết, Bao tinh di sơn tuyết giá băng, Đài mây gom tụ phụ dân, Gạch luồng quan điện biến tan mây liền mưa tuôn xuống trần miền tỏa khắp cù rồng kia trốn nó nắp ngàn sông lãnh phần vận chuyển gió giông mẹ truyền quán võ hô phong ứng hầu cù rồng ở xứ nào chẳng có ẩn biện sau làm gió chuyển mây đều do lệnh mẹ phán bài ơn trên chiếu diệu dám rài cải đông Muốn thu giận nằm sau lòng đất mẹ dưỡng nuôi âm chất quần, thai nhọc nhằn nào quảng đắng cay. Điển quan quyền diệu đêm ngày dưỡng sanh. Chúng dương trần con lành tọ hưởng bao nhiệm màu mẹ thượng hồng ân. Tất cả do lệnh mẫu phân công dày chẳng thấy người trần ghi tâm. Mẹ thương con dạ thầm đau thắt chẳng bao giờ nhắm mắt nghĩ đâu điển quan nếu mẹ rút thâu càng không vũ trụ địa cầu tiêu tan. Khi cá ngao chở ngang dùng vậy thiên địa đành chịu phải rã đôi dương trần như thể bèo trôi cảnh trời trống rộng thảm sầu nạn tai ngoài càng khôn như lai tà mẫn chứ bồ tát tàn lẫn tà, tàn lẫn biệt tinh từ vua chúa đến quân binh sẽ đều tận diệt nhân sinh điêu tàn phương hướng đành tiêu tan tất cả như ở trong lò quả bị thiêu muôn loài dạng vật bao nhiêu phải đành chịu cảnh quạnh hiếu khổ sầu mẹ phán truyền lời châu cao quý ai sưu su tầm diệu lý quang minh tâm thành khảo sát chân kinh thọ trì giảng nói chúng sanh hiểu rành từ tôn chiếu điện lành ban phước sắc lệnh phơi người được hiển dinh phi tài quyền nhiều cao minh mẫu từ giảng bút ngọc linh chi truyền nhập vào tâm kẻ hiền sáng suốt chân khí như ánh nuốt thiên nhiên mẫu cho hoạn bộn hòa nguyên chân thần đúng ngoạn xuất liền chẳng sai tinh khí hiệp cho ai dưỡng thánh gắn tâm tu hưởng cảnh thượng đài khai tâm trung truyện đào ngay lý chân thông hiểu chớ rài bỏ qua cần quán tưởng sâu xa kinh mẫu chớ khoe tài nông nổi mà chi chân kinh lịnh mẹ khá ghi quần thần văn võ chẳng khi lời vàng từ tôn mẫu hoàng cao cả ân đức dày dông ngạ đành sao tao nhân mặt khách anh hào nông thương công sĩ nợ nào lãng ngơ không đền đáp tôn thờ cung kính nở vô tâm chẳng kính mẫu hiền thăm sâu nghĩa cả thiên nhiên đành lòng bội bạc chân truyền lời châu chánh pháp nhị, chánh pháp đạo nhiệm màu ai rõ dạ đòi như chẳng tọa ngộ chi phủ ân từ mẫu diêu trì đọ đài muôn kiếp chẳng thì tái sinh Muốn biết rõ tánh danh Phật mẫu hãy lắng nghe lời mẫu phân rành bà lão hỗn độn quá xanh. thuở còn mù mịt trượt thanh chưa tường thiên địa chi âm dương chân khí thập nhị muôn niên kỷ giáng lâm. Tuổi thọ chín ngàn sáu trăm thời gian xuất thế khổ tâm nhập nhằn. Mua ngàn năm khuyên răng dạy dỗ Ngài biệt ly diệt độ Chẳng ngờ mẫu hoàng từ giả con thơ Quá thân chấp nhón phúc giờ chia tay hư không ngự mây đài thượng cõi điện quang minh chiếu rọi khắp nơi quyền di biến hóa chuyển đời truyền kinh trong ngọc bao lời thiết tha chẳng thấy ai lợi xa nhớ mẫu trốn trường gian gợi nỗi nhớ thương ngự thuyền lướt lướt sóng trùng dương nào ai để dạ dấn dương lòng sầu mẹ thương con chẳng câu phiền trách lòng ước mong quyết mạch trùng phùng sớm về điện ngọc dư cung con lành cố gắng hiếu chung tu hiền Hội tí sủ khai thiên tịch địa dạng sự thành hiếu nghĩa vi tiên Chân kinh Phật mẫu diệu hiền hơn trăm tám chục câu khuyên răng đời Mỗi câu mỗi ý lời mẹ thuyết Cũng từ nguồn mạch quyết chạy ra gồm bao lời ngọc thiết tha Đúng ngày thập bát trần hồng Giáng sinh Mẹ phụ hết điển linh quảng đại tâm quyết như để lại Chân kinh kim ngôn siêu thoát quang minh từ tôn bảo dưỡng chúng sinh an toàn là con hiếu đàn tràng cung kính mỗi hàng niên nguyện thịnh mẫu từ đúng ngày thập bát trăng mười gia gia tụng niệm người người trì kinh lập đại lễ hoa sinh trào quả dân hương hoa tất cả khuyết tinh cùng nhau hội hiệp trì kinh số dân từ mẫu chứng minh con lành công đức mẫu vô hình khó tả giàu lâm sơn biển cả khó hơn Ai mà đáp nghĩa đền ơn phải sùng am tự họa sơn tượng hình rồi dâng lên hương linh thờ phượng tạo lập thành tâm tượng bái tôn diêu trì phật mẹ linh hồn hiếu từ làm đặng y ngôn kim truyền mẹ sẽ nhận con hiền dấu thảo gắng sức xây tái tạo mau đi tùy gia phương tiện hữu di chẳng cần tiền bạc nhiều chi đâu nào mẫu chứng lòng thành cao tâm hảo sẽ ghi con tên thảo đời danh sẽ ghi con tên thảo danh đời thẻ ngọc mẹ chuyển phúc uh, bút phê tâm phàm phổi sạch trở về diêu cung bởi vì con tận trung tận hiếu đắc quả cao cụ khiếu khai minh con hiền thọ hưởng trường sinh nhờ lòng quảng đại quang minh tâm lành mẹ sắc tướng phong danh muôn thọ chánh họa hành dứt nợ trần ai ban cho cụ phạm liên đài trung ương thượng quốc về ngay đền vàng thành đại la nghiêm trang quý báo phu phụ đồng đắc đạo kim thân mẹ ban thọ hưởng hồng ân lưu danh bộ điện muôn phần dễ dàng đức từ tố mẫu hoàng bảo dưỡng trải hết tâm vô lượng vô biên ngữ nơi cõi thượng thiên liên độ cho quốc thế dân yên thanh bình nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng thanh bảo mạng chân kinh nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng thanh bảo mạng chân kinh nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh Phật mẫu ti vô từ Phật mẫu ti vô hình vô tướng mẹ cầm quyền Phật thượng nhân sinh ban ra lời ngọc chân kinh khảo sát địa lý khai minh địa cầu thở hỗn độ một bầu không khí còn mịt mù vô thủy biết đâu Phật địa mẫu ngự đã lâu Phật ra thiên địa hoàng cầu chuyển xây mẹ đứng ra làm thầy trước nhất đạo hoàng thay lời thật truyền linh phổ thông truyền bá chân kinh phán rài phong tục nhân sinh sáng ngời chốn phạm trần đến đời ngoan hạ mẹ dán cơ bút tại chân kinh ai truyền ấn tống phổ in mẫu hoàng bảo hộ khương ninh cụ trường người nào đầy lòng thương tiếp dẫn giúp chúng sanh sanh uh, giúp chúng sanh ngộ nhận đạo chân những đời thịnh thịnh trị thượng ngoan hết lòng chỉ giáo linh nhân tỏ tường khắp thế giới thập phương cung kính Ráng niệm trì nguyện thịnh lời châu qua đất thành sở nguyện mong cầu vậy mà chẳng thấy người nào lưu tâm. Xét ra khắp cả hoàn cầu, đều do lình mẹ phép màu chuyển ra, mẹ thương con dị tha tất cả, nào thấy ai để dạ xót thương, đắng cay khó nhọc ai tường. Rõ thông nội khổ đoạn trường biết bao, phán truyền bài tọa nhiều lời. Quá sanh hoàng đạo khai đời, dưỡng sanh Phật mẫu cố phân rành tất cả, bảy mươi hai vị đã lãnh phần đương kinh hành sự xa gần vị nào cũng có thánh thần hợp chung duy mình mẫu chẳng cùng ai cả duy mình mẫu chẳng cùng ai cả khắp ở trong thiên hạ xứ nào lập chùa tạo miệu đền cao phụng thờ thần thánh ra vào cung nghinh còn mẫu đây riêng mình ai nhớ đến tánh danh cũng chớ tường tri cõi trần chẳng có chi chi một ngôi miếu nhỏ vậy thì cũng không bởi chúng sanh bạc lòng chẳng nghĩ chỉ cho đời cải tạo an năng chẳng luận cao thấp ngang bằng giàu cho trẻ nhỏ lòng hằng trì kinh chính tuổi biết cung nghênh độc tụng điển quyền di hữu dụng mẹ ban cốt nhục xa cách lạc đàn mẹ cho tái hợp bình an xâm dày vui trong cảnh bao ngày cách biệt dầu chia ly cũng hiệp cùng nhau không phân hai bậc thấp cao ai cũng được truyền trao kinh này khắp non nước đông tây nam bắc phổ biến kinh để nhắc nhở lòng thập phương bá tánh rõ thông nếu chẳng khứ thọ chắc không sanh tồn bao nguy khốn dập dồn đau xiết nạn thiên tai thủy kiệt sơn băng chúng sanh ngã gục nhào lăn lâm dòng đại nạn thoát chăng được nào hiện bây giờ ốm đau bệnh tật sanh ra nhiều chứng thật gớm ghê Thấp châm tất cả thành quê, Hãy điều thọ nạn, Ê trời khổ thân, Bệnh nắng hạn mưa dầm ngập hết, Thổ sản này ngã chết chẳng còn, Đói lòng hoàng hoại các con, Vậy khuyên gán nhớ lời son mẫu từ, Mẹ khuyên con tâm thư lời, Cuối gán tâm tu thông suốt lý kinh, Truyền trao dạy nghĩa phổ in, Cho người trì tụng hiểu kinh kịp thời, Chúng con sẽ thấy đời hết khổ nội, Trong năm phổ độ đầu tiên, Mưa hòa gió thuận thấp miền Mùa màng sung túc Thấy liền chẳng sai Còn như đáo lệ ngài kỵ mẫu Lập đàn tràng bái mẫu trì kinh dân đàn Xám thiệt quang minh Từ tôn phụ điện nhân sinh phúc dày Mỗi chân có ba ngày mậu kỵ Hải thành tam bền Chí cúng dường kỉnh đàn đăng thủy hoa hương Ngoài ra tất cả Ngài thường khỏi lo Việc cúng kiến phải cho tinh khuyết Cố gắng tu tha thiết cần Chuyên lo tròn phận sự hàng niên ba mươi sáu nhật kiện thiền trì cứ sắm lễ và cung ngân từ mẫu trong các ngày kỵ mẫu lập đàn gồm có sáu ngọn đăng quang quả hoa tư thắm hương phần năm cây sáu chung nước lọc đầy đủ lễ cùng chung nhau hợp để củng đàn thiết kinh giải lý rõ ràng mỗi người đều định tam an thọ trì ai xứ nào làm ý lời dạy định tinh thần tụng bại biến kinh tiêu bao nghiệp chướng tội mình hưởng đời ngoan thượng quyền linh sanh tồn ai cố gắng sớm hôm trì tụng thêm hai thời chuyển dụng tâm thành mẹ ban quyền diệu điện thanh tự tay của chữa mạnh lành nội gia đức từ tôn truyền ra cho biết các con cần tha thiết ghi lòng nơi nào kính mẹ sớm mong trì kinh địa mẫu phước thừa bình an mẹ bảo hộ dựng dàng nơi đó được chúng mùa mưa gió thuận hòa ai tùng phổ biến gia gia tuyên truyền kinh mẫu đứng ra giải bài Hộ thông minh đủ đầy nghĩa lý, mẫu sẽ sai tất cả thể thiên thần. Gia thần ủng hộ ân cần đồng theo độ kẻ xa gần thành tâm. Được phúc lành tháng năm no ấm trên thiên đình ghi chấm phước ban nội gia kẻ đó an nhàn Được mùa hạnh phát vinh quang muôn phần. Thanh long bạch hộ thần cũng dán phò tả người xứng đáng con lành. Từ tôn cho biết rõ ràng. Trăm mười thập bát giáng sanh trần miền Đến giờ ngọ tâm thiền kỉnh mẫu Chẳng có nên về đổi thời gian Sủ mùi thần tuất không an Đúng giờ nhất định lập đàn trì kinh cầu lệnh mẹ Thương tình khú khổ phụ điện linh phổ độ chúng sanh Các con tụ họp tâm thành được ban màu nhiệm chúc lành khắp nơi Mẹ hiện dáng xuống đời chi chứng Phương hướng nào bền dững trí tâm Thường hành kinh mẫu diệu thăm Ngày đêm thành kỉnh tháng năm thanh nhàn Chân kinh của Đức Mẫu Hoàng gồm bao diệu lý lời vàng ngọc châu. trên địa mẫu thấm nhuận đạo lý gán cần chuyên nghiệm kỹ lời khuyên hàng ngày rồng rã khẩn nguyền. Được nhiều công đức tội liền tiêu tan. Điện quyền linh xa gần chiếu tỏa phóng hào quang khắp cả bầu trời. Thưởng người hiểu rõ từng lời tâm tư kẻ đó sáng ngời minh châu. Ai thông đạt từng câu nghiệm kỹ đã trí tường nghĩa lý diệu kinh có thể gọi sạch tội mình bao nhiêu nghiệp chướng mang tình tiêu tan. Lòng mẫu từ nghĩ suy đau xiết muốn hư vị đại kiếp phong ba nạn thủy. Quả sắp xảy ra thương cho sanh chúng phải xa cạnh sầu. Ngặt chúng chẳng quay đầu trở lại tuân theo lời mẫu dài trong kinh. Mẹ muốn bỏ sổ tử sinh vì thấy số phận chúng sinh chết nhiều. Mẹ tính mãi bao điều phương kế Chẳng đành lòng bỏ phế lãng ngơ Tình thương vô bến vô bờ Làm sao cứu được con thơ trở về Mẹ dùng trước Màu phế xác lệnh Phán nhắn rằng chỉ định thế này Truyền thần thiện ác đến đây Chia làm hai phái Lướt ngay xuống trần à, Người hung ác người hung dữ ác thần dẫn dắt nhập cùng chung kẻ đắc lương tâm độc ác tàn nhẫn đa dâm chia ra tất cả chẳng làm lộn chi bậc hiền lương phương phi quân tử thiện thần gom lại giữ một nơi đưa vào chánh giác kịp thời ngày đêm tu niệm quên đời gian nan chờ đến ngày hạ màn chung cuộc mậu sẽ dậy ra một cái chài dầu cho thiện ác phân hai tóm thâu tất cả một chài nhốt chung liên lị kẻ tận trung hiếu thảo người tu hành học đạo kinh tâm chừng đó mới thấy diệu thâm mẫu từ sẽ chuyển Huệ tâm trẻ lành được sống sót nhàn thanh đủ trí biết tường phân tránh lý đường tà thiện gần ác lại tránh xa từ đó các đạo mở ra khai hoàng đồng xuôi lòng ăn năng quy tụ chánh đạo mẫu hội đủ đem về vẫn còn chia rẽ khen chơi phân ra nhiều mối dễ bề tường phân hình tướng chài phép màu hình tướng chài phép thần màu nhiệm mẫu mẫu tả ra những điểm rất cần thập nhị bát tú phân dân phủ dây chánh giác <laughs> phủ dây, dây chánh bắc giáp gần chánh nam <laughs> còn vương hướng tây nam tây bắc các vị thần giáp mặt long bào <laughs> gồm sáu mưa vị tài cao từ mẫu phán lệnh truyền cao lời vàng tuấn lời dạy thiên can mười vị thập nhị thần địa chỉ định chỉ địa chi tất cả tinh tú các gì ủng hộ hoàng đế thái di hoàn toàn đức từ tốt mẫu hoàng điều khiển thần lối công lôi điện tám phương phân thân chấn thủ phi thường sáu mươi bốn quẻ tỏ tường diệu thâm hiện nguyên hình tay cầm binh khí đứng vàng ra trực chỉ đó đây khắp trong thiên hạ đủ đầy trận đồ của mậu lập xây hạ miền cõi trời nam từ niên đinh hợi đến niên thân dậu mới thiệt rồi biết bao quyền bí nhiệm màu tại nơi hạ giới thảm sầu thiết tha mẫu từ bùa thiên la địa giọng sức đại hùng vang động kinh hồn làm cho thiên ám địa hôn thần sầu quỷ khóc vong hồn thảm thương còn tứ đại thiên dương tiếp lệnh bốn cửa trận mẫu định trấn an tám vị thần lực kim cang xông vào trận quá pháp đàn thần thông làm trời đất hư không nghiêng ngã nhật nguyệt tinh châu họa đạo xây cũng như trong chóng lăn quay thế rồi lặn mất không ngày hiện ra mẫu thâu lại yêu tà năng mị kẻ bất lương phải bị luật hình hô phong quá giỏ lôi đình làm cho sóng nổ nước mênh mông tràn lửa ngập khắp dương gian nguy khổ trận cuồng phong bão tố khắp dùng mẫu thâu xong ngày đó bình an nước rút gió lặng nước rút sóng lặng gió tan sẽ thấy vũ trụ dương gian tươi nhuần chỉ có người hiền lương chỉ có người hiền lương sống sót kẻ thiện lương được thoát khỏi dòng thế là mẹ mẫu thế là mẫu dụng quyền công diệu pháp quá biến thần thông lẹ làng Kinh đô có sen vàng đua nở bốn phía dòng khắp ở thị thành các con hiếu thảo hiền lành đến chừng khi đó mẫu dành hồng ân được đội xác kim thân bất quại chẳng tự sanh thoát khỏi nghiệp duyên chứng đặng đại la thiên tiên bởi nhờ cố gắng tu hiền thành công hội bàn đào thượng đồng tất cả các con nào đắc quả dự vào thế rồi vĩnh viễn về sao chẳng còn chuyển kiếp khổ đau trần miền chúng con được miên miên bất tử khoái lạc tiêu ngự cảnh nhàn giống cảnh diêu điện mẫu hoàng luôn hưởng lộc thọ phước an cụ trường phật mẫu ngự trên thượng tầng cõi hoàng khai dương nhân loại bảo toàn khách lòng quảng đại sắc son quá sanh dạy dỗ các con phản hồi nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh kịp đọc để mình rõ cái chữ kinh lăng nghiêm nam mô lăng nghiêm hội thượng phật bồ tát nam mô lăng nghiêm hội thượng phật bồ tát nam mô lăng nghiêm hội thượng phật bồ tát tâm chánh định như như bất động phật ba thân nhân thế khó tin trăm ngàn muôn kiếp đạo điên vô minh chứng sạch dứt liền pháp thân nay có nguyện chứng ngôi chánh giác độ chúng sanh như các sông hàng thân tâm này nát như trần bụi hồng ăn chư phật chúc này báo ăn cung thịnh thế tôn lại chứng minh đời năm trượt con xin vào trước một chúng sanh quả phật chưa thành có nguyện không chứng vô sanh niết bàn đại hùng đại lực đại từ bi giúp con dứt sạch sân si buồn phiền để sớm được lên miền thượng giác Ngoài đạo tràng bát ngát mười phương hư không có thể tiêu ta nguyện con kiên cố không hề lung lai Nam mô thường trụ thập phương Phật Nam mô thường trụ thập phương Pháp Nam mô thường trụ thập phương Tăng Nam mô thích ca mâu ni Phật Nam mô thập định thụ lăng nghiêm Nam mô quan thế âm Bồ Tát Nam mô kim cang tạng Bồ Tát Lúc bấy giờ từ nhục kế của Phật phóng ra hào quang trăm báo giấy hoa sen ngàn cánh trong mọi hoa sen có quá Phật ngồi từ đảnh quá Phật phóng ra mười đạo hào quang trăm báo mọi đạo hào quang hiện ra nhiều thần kim can mật tích ông bưng núi ông cầm sự vân vân đứng khách cõi hư không đại chúng trông thấy vừa mừng vừa sợ đều cầu Phật thương xót che chở và một lòng lắng nghe Phật nói thần chú đệ nhất nam mô tát đát tha tôi già đa gia a ra ha đế tam miệu tam bộ đà tỏ tát đát tha phật đà cư tri sắc ni sam nam mô tát bà bột đà bột địa tát đa bệ tệ nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đề cư tri nẫm ta xá ra bà ca tăng già nẫm nam mô lô kê a la hán đa nẫm nam mô Tô lô đa ba na nam nam mô ta yến rì đà già với nam nam mô lô tam miệu già đa nam tam miệu già ba ra đệ ba da na nam nam mô đệ bà ly sắc nọ nam mô tất đà gia đà tất đà gia tỳ địa gia đà ra ly sắc nọ na sa ba no yến ra ha ta ha ta ha ta ma, ma ra nặng nam mô bạc ra mani nam mô nhân đà raja nam mô bà già bà đế lô đà raja o ma bác đế ta hay dạ gia nam mô bà già bà đế na ra dạ nói gia bàn dạ na ha tam mộ đà ra nam mô tát yên rì đa gia nam mô bà già bà đế ma ha ca ra gia địa rì bác lật na dạ ra tì đà ra ba no ca ra gia địa mục đế thiên ma xá na đây bà tất nơi ma đáp rì dạ no nam mô tát yên rì đa gia nam mô bà già bà đế đa tha và đa ku raya nam mô bắt đầu ma ku raya nam mô bạc xà ra ku raya nam mô mani ku raya nam mô và xà ku raya nam mô bà già bà đế deg, đế rì và vuratay na baraha rano ba 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 ra xà gia đa tha và đại gia nam mô bà già bà đế nam mô a di đà bà già đa tha và đại gia a ra ha đế tâm biểu tâm bồ đề gia nam mô bà già bà đế a số bệ gia đa tha và đại gia Araha đế tam miệu tam bồ ra ya nam mô bà già bà đế bệ tha xà ya cú lô phở cú lô phở trụ rì ya bác ra bà ra xà ya đá thái và đại ya, ya nam mô bà già bà đế tam bổn sư bí đa tác là tác lân lạc này ra lạc xà ya đá thái và đại ya ra ha đế tam miệu tam bồ ra ya nam mô bà già bà đế sa kê dạ mẫu na vậy na tha dạ đã ra ha đế tam miệu tam bồ đà gia nam mô bà già bà đế lạc đạt na kê đô ra xà gia đa tha dạ đã gia ra ha đế tam miệu tam bồ đà giá đế biểu nam mô tăng yến rị đa gia ấy đà bà già bà ra đắc đắc tha dạ đôi thác ni sam đắc đắc đa bạc đạt nam nam mô a bà ra thị nam bác ra đế dương kỳ ra tác ra bà bộ ra yến ra ha ni yến ra yến ca ra ni Bạc ra bi địa gia sắc đà để a ca ra mật rì trụ Bác rì đạt ra gia nạ rì tác ra bằng đà na một so ni tác ra bà Đột sát cha đột tác phạm bạc na nệ phạt ra ni giả dạ, đô ra Thất đế nằm yến ra ha ta ha tác ra nạ xà tỳ đa băng ta na yên rị a sát cha BĂNG SÁ đê nậm na so sát đác ra NHÀ xà ba ra TÁC đà na yên rị a sát cha nậm a yên ra NHÀ xà tì đà băng TÁC na yên rị TÁC bà SÁ đô lô nệ bà ra NHÀ xà hô lam đột tất phạm năng nhạ na SÁ ni bí sa TÁC sắc đác ra kiết ni ô đà cái ra, ra NHÀ xà a bác ra thì đa cô ra Ma ha bát ra thiện trì ma ha điệp đa ma ha đế xà ma ha thuế đa xà bà ra ma ha bạc ra vàng đà ra bà tất nẻ a rì gia đa ra tề rì cứu di thể bà tỳ xà giá bạc xà ra ma lệ đệ tỳ xá lô ra bột đà vọng ca bạc xà ra chế hát na giá ma ra chế bà bát ra chất đa bạc xà ra thiện trì tỳ xá ra giá thiên đa xa bệ đề bà bộ thị đa tô ma lô ba ma ha thuế đa rì gia đa ra ma bà ra bác ra bà sợ ra thư yến ra chế bà bà sợ ra cu ma rị cu lam là rị bà sợ ra chế hát na giá tỷ rị gia kiềm giá na ma rị ca khuất tô mậu bà yến ra đá na bệ lô giá na cu ri giá dạ ra thô sắc ni sam tỳ chiếc lam bà nấy giá bà sợ ra ca na ba ra bà lô ra ra bà sợ ra đống trị giá thế ra Dạ, yeah. Kamara sát sa thi ba ra bà ấy để gì để mậu đà ra nó ta bệ ra sáng một phạm đó ăn thố nó mà mạ, mạ tỏ này không đọc chữ dễ hơn đệ nhị ô hồng rì sát yến no bác lật xa tất đa tất đát tha giờ đôi sắc nay xa họ hồng đô lôn chiên bà na hồng đô lôn tất đam bà na hồng đô lôn ba ra sắc địa gia tam bác xa no yến ra hồng đô lôn ta, bà dược so ha ra sắc ta yến ra nhà xà tỳ đó an bác na yến ra hồng đô lôn vợ đô, đô ra thấy để nằm Yến ra ha ta ha ta ra nạm tỳ đà, băng tăng na ra hộ hồng đô lung, ra so bà và phạm tát, đát tha và đô, tháng ni sam ra điểm xà kiết rị ma ha ta ha tác ra bột thọ ta ha tác ra thất rị sa cu, chi ta tăng đây đế lệ, tại đề, thì bà rị ra cha cha ca, ma ha bạc xà lô đà ra để rị bồ và na mang trà rau hồng ta tất đế bạc bà đô ăn thốn na mà mà tỏ đệ tam ra xà bà dạ chủ ra bà dạ kỷ ni bà dạ ô đà ca bà dạ tỳ sa bà dạ xá tác đắc ra bà dạ bà ra chư yến ra bà dạ đầu thất số bà dạ xa nệ bà dạ cá ra mặt rồi trụ bà dạ đà ra ni bộ di kiếm bà dạ bà ra bà dạ ra ca bà ra bà dạ lạc xà đàn trà bà dạ ná dạ bà dạ tỳ điều đắc bà dạ tô ba ra no bà dạ lừa dược xoa yến ra bà dạ ra xoa tư yến ra tất rị đa yến ra bà ha tỳ xa giá yến ra bộ ra yến ra ha cô bàn trời yến ra ha bộ rơn na yến ra ha ca cha bộ rơn na yến ra ha tất kiền đội yến ra ha a à bá tất ma ra yến ra ha ô rạng ma đại yến ra ha sa dạ yến ra ha hơi rì bờ yến ra ha xả ra ha rì nằm yến bà ha rì nằm lô địa ra ha rì nằm mang ta ha rì nằm mê đã ha rì nằm ma xả ha rì nằm xả ra ha rì nữ thì tỷ ra ha ri nam tỳ ra ha ri nam bà ra ha ri nam a du nữ chất ra ha nữ đế sam tác bệ sam tác bệ ra nam tỳ đà già xà sáng ra dạ di kê ra dạ di ba bạc ra dạ cá hất ri đậm tỳ ra dạ xà sáng ra dạ di kê ra dạ trời diễn ra sáng di di ma mặc hữu vãng na kia lô đà ra hắc địa đệm tỳ đà dạ xà dạ 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 no dạ 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 thắng đà dạ di kê ra dạ di ma ra dạ nó hắc địa đệm tỳ đà dạ xà thắng đà dạ di kê ra dạ di đắc lợi dạ lô trà tái hắc địa đệm tỳ đà dạ xà thắng đà dạ di kê ra dạ di ma ca rì khỉa nó hắc địa đệm tỳ đà dạ xà thắng đà dạ y kê ra dạ di ca ba rỉ cá hắc địa đệm tỳ đà xà thắng đà dạ di kê ra dạ di xà dạ yến ra ma độ yến ra tác bà ra ta đạt na hất rì đậm tỳ đại xà sáng đà dạ di kê ra dạ di dạ đốt ra bà kỳ nãy hất rì đậm tỳ đại xà sáng đà dạ di kê ra dạ di tỳ rì dưới hất rì tri năng đà cái xá ra dạ nó hất rì dạ nó bắt ở đấy sách ra hết dạ hất rì đậm tỳ la dạ xà sáng đà kê ra dạ di na hiện ra na xa ra bà nó hất rì đậm tỳ la xà sáng đà dạ di kê ra dạ di a la hán hất rì đậm tỳ la dạ xà sáng đà dạ di kê ra dạ di tỳ Da ra ra dạ hấp rì rậm tì ra dạ xà sáng ra nhảy kê ra dạ di bạc xà ra ba nể cu hê rị, cu hê hê uh, dạ ca ra địa ở bác đế hấp rồi đậm tì ra dạ xà sáng đài nhảy kê ra dạ di ra thói giọng bà già phạm ấn thố na mạ mạ tỏa đệ tứ bà già phạm tán đắc ra bác đát ra nam mô tất đà, đế đô ra đát a a tát ra na ra ra lạc ca ba ra bà tát phổ cha tỳ ca tát đát đa bát đế rì thà phật ra thà phật ra đà ra đà ra tầng đà ra tầng đà ra sáng đà sáng đà hộ hồng hồng phấn cha phấn cha phấn cha phấn cha phấn cha phấn cha ta ha hê phấn a mau ca ya phấn a ra đề ha đa phấn a ba ra bà ra đà phấn a tố ra tỳ đà ra ba ca phấn tác có bà đề vệ tệ phấn tác có bà na già tệ phấn tác bà dự số tệ phấn tác bà kiền thác bà tệ phấn tác bà bổ ra tại phán ta cái cha bộ đất na tại phán tác bà đột lan trị đế tại phán tác bà đột sát tỷ la hất đế tại phán tác bà thập bà lê tại phán tác bà bà tất ma lê tại phán tác bà sáng ra bà no tại phán tác bà địa đế kế tại phán tác bà đát ma đà kế tại phán tác bà tỳ đà gia ra thể giá lê tại phán xài giới yến ra ma độ yến ra tác bà ra tha ta đạt kế tại phấn tỳ địa dạ giả dạ tệ tại phấn giả dạ đó ra phượt kỳ nãy tệ phấn bạc xà ra cứu ma rị tỳ đà giả dạ ra thời tệ phấn ma ha ba ra định dương so tỳ rị tại phấn bạc xà ra thương hiến ra dạ ba ra trưởng kỳ ra xà giá phấn ma ha ca ra dạ ma mạt mạc đá rị ca no nam mô ta hiển rị đa dạ phấn tỷ sắc nó tùy vậy dạ phấn bột ra mau ni vậy dạ phấn a kỳ ni vậy dạ phấn a Má ha yến rì vệ phấn yến ra ràng trì vệ phấn miệt đắc rì vệ phấn la đắc rì vệ phấn Giá văn trà vệ phấn yến la ra đắc rì vệ phấn ca bác rì vệ phấn a điềm một chất đa ca Thi ma sa na bà tứ nệ vệ phấn diễn kiến chất tác đỏ bà tỏa mà mà ấn thố nó mà mà tỏa Đại ngũ đột sắc nha chất đa mạc đát rị chất đa ô xà ha ra và dạ, bà ha ra lô địa ra ha ra ta bà ha ra ma xà ha ra xà đa ha, ha ra thầy tỷ ra ha ra bạc lực dạ ha ra kiền đà ra bố sự ba ra phá ra ha ra bà tỏ, hà, ra. Bà, tỏ hà, ra bác ra chất đa đột sắc nha chất đa lao đà ra chất đa dự số yến ra ha ra sát ta yến ra bế lệ đa hiện ra tỳ xá gia yến ra bộ ra yến ra cứu bàn trời yến ra tất kiền đà yến ra ô ma đại yến ra sa dạ yến ra a bá tất ma ra yến ra chật khe chật trà kỳ ni yến ra rì phật Đế yến ra xà ca ni yến ra xá cu ni yến ra lao đà ra năng địa ca yến ra lam bà yến ra kiền độ ba ni yến ra thập phật ra yên ca hê ca trị đế dược ca đắc lễ dược ca Dạ đột thác ca ni đề thập phật ra tỷ sa ma thà phật ra bậc đệ ca tỷ đệ ca thất lệ sắc mạt ca ta nệ bác đế ca tất bà thà phật ra thất lô kiết đế mạt đà bệ đạt lô chế kiếm a lô kìm một đế lô kìm yến rì đột lô kìm yến ra yến lam yến no vô lam đạn ra vô lam hất rì dạ vô lam mặt mà vô lam bạc rì thất bà vô lam tỷ lợt sáng cha vô lam ô đà ra vô lam yến chi vô lam bạc tấn đế vô lam ô lô vô lam thường già vô lam hất tất ra vô lam bậc đà vô lam tác phẩm án già bác à, uh, ra trường già du lam bột ra tỷ ra trà trà kỳ ni trà kỳ ni thập bà ra đà đột lô ca kiến đốt lô kiết tri bà lộ ra tỳ tác bác lô ha lăng già du ra đăng na ta ra yến ra tỳ sa dụ ca kỳ ni ô đà ca mạc ra bể ra kiến ra ra ca ra mật rị đà, đốt đát liệm bộ ca đi lật lật cha tỷ rị sát chất ca tác bà na cô gia tứ nhận và tự nó rì dược so đang ra số so, mà ra thì bệ đế sam ta bệ sam ta đát ra bát đát ra ma ha bạc xà lô sắc ni sa ma ha bát lật trường kỳ lam dạ ba đột ra xá dù xà ná, biển đáng, lễ nó biển nó lại nó tỳ đà giá bằng đàm ca lô di đế thù bằng đàm ca lô di bát ra tỳ đà bằng đàm ca lô di đát điệt tha án á, á lệ tỳ xá đời bệ ra bạc xá đời rì đà, rì bằng ra cá à, bàn à, là nể bạc xả à, ra bàn lý phán hồng đối luôn phấn ta và há án á nó lợi tỳ xả rồi là bể ra bạc xả ra đà rì bàn là bàn nể bạc bà xả ra bàn lý phán hồng đối luôn phấn ta bà há á nó lợi tỳ xả rồi bể ra bạc xả ra đà rì bàn là bàn nể bạc xả ra bàn lý phán hồng đối luôn phấn ta và há lợi tỳ xả rồi bể ra xả ra rì bàn là bàn nể bạc xả ra bàn lý phán hồng đối luôn phấn ta bà há À, chú đại bi này mình đọc cho mấy người uh, sơ căng nha quý vị vô cái gì nó siêu khác Chúa Đại Bi, nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên, cái điện thoại có nhiều người gọi do nãy giờ nó cứ làm phiền hoài, để tắt cái này một cái. lên một xong luôn. Ok thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm Tạ la ni nam mô ha ra đăng na đa ra dạ gia nam mô a rị gia bà lô hiệt đệ thực bà ra gia bồ đề tạc độ Bảy gia ma ha tạc độ bà gia ma ha ca lô ni ca gia an tạc bạn ra phật dạy số đăng na đạt tọa nam mô ta tiện rì đa dạ, gia dạ và lô Kiệt đời thật hoặc ra da đàn và nam mô na ra cận trì thế rị ma bàn da xá mẹ tát bà á đầu thú bàn á thoi đựng tát bà đạt đa ma bà dạ ma phàm đạt đầu đạt điệt ha an ha bà lô hê lô ca đệ cá ra đệ di thế rị ma ha bồ đề tát đỏ tát bà tát bà ma ra ma ra ma hê ma hê rị đại dựng cô lô cô lô kiến mong độ lô độ lô phật xài gia đề ma ha phật xài gia đời đà ra đà ra, đả ra đỉa, rị ni thắp phật ra ya với ra ra mà mà phạn ma ra một đê lợi gì y hay y hay thất na thất na a ra tam phật ra xa lợi phạn ra phật tam phật ra xa giá hộ lo hộ lo ma ra hộ lo hộ lo hay rì ta ra ta ra tất rì tất rì tô rô tô rô bồ đại dạ bồ đại dạ bồ ra bồ ra dạ bồ đại dạ với đê rì dạ nó ra cận trì địa rì sắc ni na ba dạ ma na ta bà tất đà dạ ta bà ha ma tất đại giả dạ ta bà ha tất đại vô nghệ thất bạn ra giả dạ ta bà ha na ra cận trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha thất ra tăng một khế gia ta bà ha ta bà ma tất đại giả dạ ta bà ha dạ ký ra tất bại giả dạ ta bà ha ba đà ma yến tất đại giả dạ ta bà ha na ra cận trì đàn bà ra giả dạ ta bà ha ma à, bà rì thẳng yên ra dạ ta bà ha nam mô hát ra răng na ra ra dạ ya dạ, nam mô a rì ya bà lô kiệt đời thực bản ra dạ ta bà ha ăn tắc điện đô mạng nó ra bạc đại dạ ta bà ha ăn tắc điện đô mạng nó ra bạc đại dạ ta bà ha ăn tắc điện đô mạng nó ra bạc đại dạ ta bà ha thập chú như ý bảo luân dương đà la ni nam mô phật đà gia nam mô phật đạt ma gia nam mô tăng già gia nam mô quảng tự tại bồ tát ma ha tạc đại bi tam dạ Đạt điệt tha án trước yến ra phật đệ chấn đa Ní, Mế, Rô 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 Rô. Để ra mạng ni ma ha bát đặng Mới ro 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 đệ Sát cha thứ ra yến sa dạ hồng phấn ta ha án Bác bát đạt ma chấn ra mạng ni thước ra hồng án bát lạc đà bát đẳng mới hồng số hai tiêu tai các tường thần chú nặng mồ ta mãng đa mẫu đà nẵm a à, bác ra đệ hà đa xá ta nặng nẵm đát địa phá án khê 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 hế khê hế hồng hồng thờ nhập phật ra nhập phật ra bác ra nhập phật ra bác ra nhập phật ra, ra. Nhập phật ra. để xác xá để xá xá sắc trí rị sắc trí rị ta phấn tra. ta phấn tra phiến để ca thất bì dễ ta phạt ha công đức bảo sơn thần chú nam mô phật đại gia nam mô đạt Mai gia nam mô tăng giả dạ, gia án tất đế hộ rô rô tất rô rô trị rị ba kiết rị bà tất đạt rị bố rô rị ta phạt ha Thứ bốn phật mẫu chân đề thần chú thể thủ quy tô tất đế đầu diện định lễ thất cưu chi ngã kim thân tán đại chuẩn đề nam mô tát ra nẫm tam miệu tam bồ đề cư trí nẫm đác điện tha án triết lợi chủ lợi chủ đề ta bà ha thánh vô lượng thọ quyết định quang minh vương đà la ni án nại ma ba các ngọn đế a ba ra mật đạp âu rị a nạp tô tất nệ thiệt chấp đạp điệp Tả ra tệ giả đá thác ca đạt giả a ra ha đế tam dược tam bất đạt giả đát nể giả tháp án tất rị ba tam tư ta các rị bót rị thuật đạt đạt ra mã đế cả cả nại tan mã ngọt cả đế ta ba ngọn tỷ thuật đế mã hát nại giả bát rị ngọn rị ta hạ dược sư quan định chân ngôn nam mô bạc và phật đế bệ sát xã lụ rô thích lưu ly bác lạc bà hát ra xài giả đát tha yến đa gia a ra hát đế tam miệu tam bột đà gia đát điệt tha an bệ sát thệ bệ sát thệ bệ sát xã tam một yến đế tá ha quán âm linh cảm chân ngôn án ma nay bát di hồng ma hát nghe nha nạp tích đô đạt ba đạt tích đạt tam di đạt rì tái nhi cáp nhi tháp bốc rì tất tháp cáp nạp bổ ra nạp nạp bốc rì thu thất nam nạp ma nại ma lô khít thiết ra gia ta ha thất Phật diệt tội chân ngôn Ly bà ly bà đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni đế ma ha, ha. di đế tỳ lê nệ đế ma ha Và đế chân lăng càng đế ta bà ha Ly bà ly bà đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế Tỳ lê nệ đế ma ha Và đế chân lăng càng đế ta bà ha Giảng sanh tịnh độ thần chú nam mô a di đà bà dạ đa tha dạ đa dạ đa địa dạ tha di rị đô bà tỳ ai di rị đa tất đa bà tỳ ai di rị đa tỳ ca lan đế ai di rị đa tỳ ca lan đa dạ di nị dạ đa chỉ đa ca lợi ta bà ha thiện thiên nữ chú nam mô phật đà nam mô đàn mạ nam mô tăng già nam mô thất Ha đệ tỷ gia đắc nệ dạ tha ba Li phu long Na dạ Dạ ly ta mạng đà đạt sa ni ma tỳ ha ra và đế ta mạng đà tỳ ni và đế ma ha ca rì giả ba nệ ba ra ba nệ tát rì phật là ra ta mạng đà tu bác lê đế phú lệ na a rì đạt mà đế ma ha tỳ cổ tắc đế ma ha di lạc đế lâu phả tăng kỳ đế hê đế uh, tỷ tăng kỳ hê đế ta mạng đà thâu a nậu đà la ni giờ tới lễ khám 36 lại tham hối sáu lại Nghi lễ sám hối đại từ đại bi thương chúng thanh đại hỷ đại xã cứu muôn loài tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm đệ tử một lòng cung kính lại nam mô nhất thiên thiên ngọc hoàng thượng đế một lại nam mô nhất nhất hoàng thiên đại thánh mẫu nam mô tận hư không biến pháp giới quá hiện dị lai tam thế nhất thiết chư Phật tôn pháp hiền thánh tâm thường trụ tam bảo nam mô quá khứ trang nghiêm kiếp thiên Phật nam mô hiện tại hiền kiếp thiên Phật nam mô vị lai tinh tú kiếp thiên Phật nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật nam mô thi khí Phật nam mô tỳ xá phù Phật nam mô câu lưu tôn Phật Nam mô Câu Na Hà Mâu Ni Phật. Nam mô Ca Diếp Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quá Khứ Tam Bảo Như Lai. Nam mô Bảo Thắng Như Lai. Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai. Nam mô Quảng Bát Thân Như Lai. Nam mô Ly Bố Quý Như Lai. Nam mô Cam Lồ Như Lai. Nam mô A Di Đà Như Lai. Nam mô Dược Sư ly quan vương Phật Nam mô Long Hoa giáo chủ đương lai hạ sinh từ thị tôn Phật Nam mô Tam Tạng thập nhị bộ thánh giáo đại tiểu thừa kinh biến pháp giới tôn pháp Nam mô Đại bi quan tham bồ tát Nam mô Đại nguyện đại nguyện uh, Nam mô Đại nguyện đại tạng dương bồ tát nam mô thất câu chi phật mẫu đại trụng đề dương bồ tát nam mô linh sơ hội thượng na vô lượng thánh hiền nam mô lăng nghiêm hội thượng vô lượng thánh hiền nam mô thập phương thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô hộ pháp dĩ đà tôn thiên bồ tát ma ha tát Đại vị quốc gia thủy thổ ân thiền môn công vụ chủng chủng công phu trí thành đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo Đại vị đa sanh phụ mẫu lương bằng quyến thuộc ân chí thành đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo Đại vị tam đồ lục đạo hàng xa pháp giới chúng sanh chí thành đảnh lợi thập phương thường trụ tam bảo nam mô vị đại vị chư thiên chư tiên chư thánh chư thần đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo đại vị thị cung long cung lục châu đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo đại vị thập tứ chư huynh đệ tỷ muội đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo Tội từ tâm khởi đem Tâm xám tâm diệt Tâm được diệt Thời tội diệt tiêu Tội tiêu tâm tịnh thảy Đều không Thế mới thật là chân sám hối Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát Nam mô thượng hoàng Hoàng mẫu sám hối Ma Ha Tát Nam mô thượng hoàng hoàng mẫu sám hối Ma Ha Tát Nam mô thượng hoàng hoàng mẫu sám hối ma ha tát Tội từ tâm khởi đem tâm sám Tâm được diệt thời Tội diệt tiêu Tội tiêu tâm tịnh thầy Điều không thế mới Thật là chân sám hối Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát thất phật diệt tội chân ngôn ly bà ly bà đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế tỳ lê nệ đế ma ha già đế chân lăng càng đế ta bà ha Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát hành thám bát nhã ba la mật đa thời chiếu yến ngụ thuận Giai không độn như thiết khổ ách xá lợi tử sắc bất dị không không bất dị sắc sắc tức thị không không tức thị sắc thọ tưởng hành thức diệt phục như thị xá lợi tử thì chư Pháp không tướng bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất năng, bất giảm Thì cố không trung, vô sắc, vô thọ tượng, hành thức Vô nhãn nhị, tỷ thiệt, thân ý, vô sắc, thinh hương Nhị xúc Pháp, vô nhãn giới, nại trí Vô ý thức giới, vô vô minh diệt, vô vô minh tận, nại trí Vô lạo tự diệt, vô lạo tự tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt, vô đắc dị Vô sợ đắc cố, bồ đời tác đổi, bác nhã ba la mật na Có tâm vô quái ngại, vô quái ngại, cố vô hữu khủng bố, viện ly điên đạo mộng tưởng của cảnh niết bàn tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật ra cố đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề cố tri bát nhã ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thị vô lượng chú vô thượng chú thị vô đẳng chú năng trừ nhất thiết khổ chân thiệt bất hư cố thiết bát nhã ba la mật ra chú tức thiết, uh, thiết chú viết yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tát bà ha yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tát bà ha ma ha nhẹ ba la mặt ra tâm kinh hồi hướng tụng kinh công đức thù thắng hạnh vô biên thắng phước giai hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tóc giảng vô lượng Quang phật sát nguyện tiêu tam chứng trừ phiền não nguyện đắc trí tuệ chân minh liệu phổ nguyện tội chứng bất tiêu trừ thế thế thường hành bồ tát đạo Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung Cụ phẩm Liên Hoa Di Phụ mộ, Hoa Kiến Phật Ngộ Vô Sanh Bất Thối Bồ Tát Di Bàn Lự Nguyện Dị Thử Công Đức Phổ Cập Ư Nhất Thiết Ngã đẳng Giữ Chúng Sanh Giai Cộng Thành Phật Đạo Bon Tán Tụng Công Đức Ngọc Hoàng Nam Mô Nhất Thiên Ngọc Đế, Đấng Vua Trời Vũ Trụ Các Vì Sao tầng ba mươi sáu đại la thiên cảnh ba ngàn thế giới bảy mươi hai địa cầu tu vi núi bốn bộ châu cõi thiên cõi địa thủy cung cõi người ngọc hoàng cai quản mọi loài thần tiên bồ tát phật thiên chúa người đá thiên vũ trụ sơ khai khí dương con được thân người cha cho nam mô sáu chữ di đà tâm con phát nguyện vạn tâm với thiên đình tán tụng công đức đại thánh mẫu kể từ hỗn độn sơ khai mẫu hoàng hạ chỉ trước đài linh tiêu linh thần chân khí hợp điều diêu trì cái mẫu nung lò quá xanh âm dương giao quá trụ hình cũng vì tà mị xa tình mẹ con cõi trần trẻ nhiễm mùi ngon lây quanh lục đạo mẹ mòn mỏi trong Long qua đại hội, thưởng công, đặc truyền, thiên giáo, mẹ mong con về. Kính thiên bài, kể cơ trời, lời vàng mẹ dạy, con ơi nhớ lời. Lời nguyện Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả chúng sanh đều an lành. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả chúng sanh đều an lành. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả chúng sanh đều an lành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo. Tam tự quy y, quy Ngọc Hoàng Thượng Đế Cứu Trần Thế, quy Pháp Phật là phương giải thoát, quy Đạo Thiên Chân Truyền Mẫu Hoàng Dạy. nói như đạo Phật việc đọc, đọc uh, kinh nhật tụng Cái này đọc dở uh, mấy thầy với mấy uh, mấy người đọc uh, nhiễn Cái này cho những người sơ căng những bác già những người mới uh, hiểu về đạo có gì sơ sót uh, xin xí xó nha mấy uh, thiện trí thức Đói như đạo Phật xin kính chào